báo bây giờ là 19 giờ thì chào mừng tất cả các bạn đến với channel Dragonball Shop. Tiếp tục series unbox sản phẩm. Hôm nay thì mình sẽ unbox sản phẩm một sản phẩm về bộ truyện Dragonball. Sản phẩm đó là gì thì các bạn cùng chờ trong ít phút nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại phía dưới phần bình luận. Đừng quên like, share, subscribe và ủng hộ shop. Cảm ơn.